Xin chào các bạn, tôi đến từ công ty cửa Nam Window. Thì hôm nay tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn các bạn chọn kích thước cửa chính 4 cánh cho ngôi nhà của các bạn. Tại sao tôi làm các video này là bởi vì nếu các bạn làm nhà hay là xây nhà mà các bạn tự chọn kích thước, thì nếu các bạn không có kinh nghiệm thì các bạn rất dễ chọn sai kích thước cho phần cửa chính 4 cánh. Khi các bạn chọn sai thì nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng quan của ngôi nhà, ảnh hưởng đến công năng sử dụng, rồi là bộ cửa khi nhìn vào nó cũng xấu. Thì để các bạn dễ hình dung, tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ để các bạn xem qua. Đây là tôi có thiết kế sẵn để các bạn dễ hình dung. Như ví dụ là khi các bạn chọn lỗ ban cho phần chiều cao rồi, mà cái phần kích thước tổng của cái cửa nó lại cao quá, thì khi chúng ta nhìn vào thì nó sẽ không cân xứng ở phần cửa và phần vách bên trên. Nên là chúng ta khi mà chọn lỗ ban thì chúng ta phải có căn được để nó cân xứng với nhau. Các bạn nhìn vào cửa này thì các bạn thấy không cân xứng và nó không có được đẹp lắm. Thêm một ví dụ khác là các bạn đã chọn chiều ngang nhỏ, chiều cao lại cao quá, thì nhìn bộ cửa của các bạn nó sẽ ốm và cao. Thêm nữa là khi chúng ta chia tỷ lệ mà cái cửa này càng cao hơn nữa thì nó càng ốm, thì lúc đấy chúng ta cũng khó chia tỷ lệ. Đó là thêm một cái ví dụ sai thứ hai. Thêm một ví dụ nữa, các bạn dễ hình dung hơn, thì chọn chiều ngang quá lớn mà chiều cao lại thấp, thì nhìn vào cái bộ cửa nó vừa mọc vừa lùn, cái phần tỷ lệ vách này thì lại thấp. Thì khi các bạn nhìn vào bộ cửa này, các bạn thấy cũng nó không được đẹp rồi, đúng không ạ? Thì như vậy thì nếu mà các bạn không có kinh nghiệm trong chọn kích thước thì để chọn sai kích thước thì nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của cái bộ cửa. Nên là tôi làm cái video này để hướng dẫn các bạn chọn sao cho nó phù hợp và chính xác hơn. Trước khi đi vào hướng dẫn các bạn chọn kích thước thì tôi cần các bạn lưu ý một vài điều như sau. Thì đầu tiên là các bạn phải xác định được là nhà bạn có chiều ngang là bao nhiêu, cái này thì dễ rồi. Tiếp đến là cao độ của cái phần phần chỗ làm cửa chính là khoảng bao nhiêu đấy, chúng ta chọn ra cái thước thì nó mới chia tỷ lệ, nó cũng phù hợp với ngôi nhà nữa. Tiếp đến một chú ý thứ hai thì đó là về phần vật liệu mà làm cửa mà các bạn chọn. Có là các bạn sẽ phải dự tính là các bạn làm bằng vật liệu gì thì chúng ta mới có kích thước cửa chính xác được. Với thứ hai nữa là nếu mà không phải vật liệu nào cũng làm được theo kích thước đó. Nên là ví dụ như các bạn đang xác định là các bạn làm cửa nhựa lắp thép, nhưng mà các bạn lại chọn kích thước cửa sắt, tại vì cửa sắt thì nó khá là cứng cáp, các bạn thể làm kích thước chiều ngang cửa nó to được. Nhưng mà với cửa nhựa lắp thép thì bị giới hạn về kích thước, chúng ta không thể làm chiều ngang lớn và chiều cao cao được, vì nó sẽ ảnh hưởng đến độ bền của cửa. Nên là các bạn phải xác định được vật liệu và làm cửa của các bạn là vật liệu gì. Rồi thêm một lưu ý nữa là tính đồng bộ giữa các cửa với nhau. Thì ở đây tôi có thêm một cái bộ cửa sổ ở đây. Đồng bộ là sao? Là có nghĩa là thường á, thì đồng bộ là cái phần cao độ ở cái phần cửa này là nó sẽ cao với những cửa ngang bên cạnh như vậy. Đó là các bạn có một hàng loạt cửa sổ bên này nữa, thì tất cả các cao độ này phải đều bằng nhau rồi. Thì khi nào chúng ta thiết kế cửa bậc thang thì chúng ta mới có cao thấp thôi. Không thì nó thường thường là sẽ phải bằng nhau hết, thì nhìn vào nó mới cân xứng, mới đẹp. Thì tính đồng bộ, nếu mà các bạn chọn mà cái cửa chính này nó cao lên thì đồng nghĩa thì những cái cửa này cũng phải cao lên. Mà những cái cửa này cái chiều ngang nó thường thường là nó hay bị giới hạn bởi vì những cái vật dụng hay là những cái trong nhà của bạn để trong nhà này. Các bạn tăng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vật dụng là các bạn để chỗ nào, vị trí nào đó, thì các bạn phải di dời. Tiếp đến là chọn mà chiều cao lại cao quá thì lúc đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần bên trên trần này này các bạn. Thì chúng ta phần thụt trên trần xuống 30 mà chúng ta lại làm thụt trên cao quá phần trần thì nó cũng không được. Đó là về tính đồng bộ. Thì sau đây tôi sẽ vào phần hướng dẫn chọn thước lỗ ban. Thì để chọn thước lỗ ban thì các bạn nào truy cập vào website cửa nhựa nam.com, sau đó vào phần góc tư vấn và phần tư vấn khác và bấm vào thước lỗ ban. Thì trong bài viết này thì công ty chúng tôi có hướng dẫn các bạn sử dụng và
nói sơ qua về cái loại chủng loại thước lô ba này rồi. Thì thước lô ba này ở đây thì có ba loại thước, bao gồm là thước lô ba 52, thước lô ba 42.9 và thước 38.8. Thì thước lô ba 52 này thì thường trong miền Nam sẽ sử dụng nhiều hơn, ngoài Bắc thì chúng ta sử dụng hai loại thước này. Thì hai cái thước 42.9 và 38.8 này á, thì thường là nó nằm ở trên thước dây mà chúng ta sử dụng. À, thì cái phần thước này là phần trên của thước, phần dưới là phần thước. Phần thước dây thì chúng ta sẽ có thước là hai thước này, phần thước này chỉ trên thước online mới có thôi. Thì đó là, thì để chọn lỗ ban đẹp thì các bạn cứ lấy cho tôi ba phần đỏ này là càng tốt, còn theo thước dây thì các bạn chọn hai phần này đỏ phần đỏ là được, là một thước trên cùng, một thước theo cho cửa thì các bạn phải chọn thước cùng. Nhưng mà ok nhất thì các bạn chọn ba loại thước. Cửa chính thường thường là nó cái lọt lòng lỗ ban thường sẽ là 2350, thường sử dụng nhất sẽ là 2350, nó sẽ đẹp. Thường thường 2350 là sau đó các bạn cộng lên không bao 50 thành 2,4 đó, và sau đó chúng ta sẽ thêm vào một ô chép bên trên 400 đến 500 nữa, thì cái bộ cửa chiều cao chúng ta sẽ nằm ở mức từ 2,8, 2,9, 2,8 gì đó. Còn cao nữa thì nếu mà nhà các bạn cao độ phần cửa chính các bạn cao thì các bạn có thể chọn chiều cao hơn là 2550, ở mức 2550, hoặc là cao hơn nữa là 2620. Thì cái phần chiều cao cửa thì lỗ ban thì chúng ta có thể chọn trong 3333 cái này là 3 nấc là 2350, trong khoảng 2350, 2550 và 2620. Thì các bạn cứ vào cái số đỏ này là ok. 2350 và 2350 thì nó sẽ rộng hơn. Đó là phần lỗ ban là chiều cao. Thì tiếp đến là chúng ta đến chiều ngang của cửa. Ví dụ như nhà chúng ta 4m, lúc này chúng ta sẽ xác định trong nhà các bạn là mấy mét. Ví dụ nhà 4m thì cái bộ cửa các bạn có thể làm từ 2m8 đến 3m2. Thì ví dụ khi chúng ta làm 3m2 thì 4m thì hai phần cánh gà này nó sẽ là nằm ở mức 400 chia đều ra, 4m thì trừ đi 3m2 còn 800 chia đều ra. Nếu mà nó cánh gà là quá nhỏ thì ví dụ đấy thì cái 400 thì cái này nó sẽ nhỏ xuống, thì đồng thời để các bạn không phải cái chiều cao này cũng thấp xuống để nhìn vào nó đều nhau. Còn nếu không đều nhau thì nhìn vào nó buồn. Đây tôi ví dụ như sao nó xấu rồi đó. Đây các bạn nhìn vào, nếu mà mặt chia không phù hợp thì cái tỷ lệ cánh gà là nhìn vào nó cũng mất thẩm mỹ nữa. Thì nên là chúng ta phải chú ý đến cao độ để chúng ta chia tỷ lệ sao cho cánh gà nó đều, cũng đều nhau, tương đối đều nhau là một cái. Là cái bộ cửa chúng ta cũng phải phù hợp với cái này nữa. Thì còn đó là nhà 4m thì chúng ta có thể chọn từ 2m8 đến 3m2. Còn nhà 5m thì các bạn có thể chọn từ lên, nếu mà 4 cánh thì chúng ta có thể làm tối đa là 3m6. 3m6 là phù hợp, 3m6 là cánh tới 900 rồi. 900 rồi. Nếu các bạn làm to hơn nữa thì khi các bạn, nói chung là nhà các bạn phải rộng thì các bạn mới làm to được. Bởi vì nếu mà làm cánh nó to quá thì khi các bạn đóng mở vào thì nó sẽ chiếm không gian ở ngoài đây hoặc là bên trong nhà. Nên là ví dụ nhà hoạt động thì các bạn mới làm tăng chiều cao lên nữa. Nói chung là rất thoải mái. Còn nếu không thì làm cánh cửa to quá thì khi chúng ta mở cửa ra như vậy này, thì nó chiếm, ví dụ như chúng ta làm chiều ngang cửa 4m mà có 4 cánh, một cái 1m thì chúng ta ra đây khi mở thì chúng ta sẽ chiếm mất 1m không gian đây. Thì trong 1m này các bạn không để được cái gì hết, nhất là mở vào trong nhà thì nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích khi đóng mở. Nên chúng ta cũng phải chú ý đến phần không gian mở trong cái việc chọn kích thước này. Khi chúng ta chọn 4m thì chúng ta sẽ làm bộ cửa 6 cánh. Thì khi đến nói đến 6 cánh thì như cửa sắt thì cứ làm mở quay 6 cánh, nhưng mà đến cửa nhôm hay cửa nhựa lót thép thì chúng ta không thể làm mở quay được, mà chúng ta phải chuyển sang một dạng cửa khác, đó là dạng cửa xếp trượt. Để đây, để tôi cho các bạn xem luôn về dạng cửa xếp trượt nó sẽ như thế nào luôn. Đây, đó là bộ cửa xếp trượt như vậy này các bạn. Bạn chia ra làm 6 cánh, mỗi bên nó 3 cánh nó sẽ xếp trượt như vậy thì mới làm được cửa nhôm và cửa nhựa. Còn nếu mà chúng ta làm mở quay 6 cánh thì những cái này nó sẽ không chịu lực nổi, chỉ có cửa sắt mới có thể chịu nổi thôi. Còn cửa nhôm thì là cửa nhựa thép thì sẽ không chịu được. Thì chúng ta sẽ dựa trên chiều ngang và đưa ra cái thước chiều ngang này.
Thì ở chiều ngang thì chúng ta cũng có nhiều rất là nhiều đất, ví dụ như là 26, 20 này, 28 thường là sẽ là 28, 20, nhà ngang 4m thường sẽ là 28, 20, còn 5m thì chúng ta sẽ chọn đến từ đây 31, 90 đây, là 33. Đây, 3390. Đó. Nhà 5m thì chúng ta chọn 3190 hoặc là 3390. Thì nó sẽ ok, giờ chúng bây giờ chúng ta sẽ vào phần thiết kế để làm sao cho nó bộ cửa chúng ta nó cân đối. Thiết kế thì nó cũng khá là dễ. Thì để thiết kế được thì các bạn có thể vào website của tôi, các bạn gõ cái phần mềm iWindow. Thì cái iWindow này thì các bạn có thể vừa sử dụng trên máy tính và sau đó bấm vào cái phần đây, bài viết này trên máy tính hoặc là điện thoại đều có. Đây, trong phần bài viết này thì chúng tôi có hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và cách cài đặt để các bạn có thể tải về và cài đặt theo hướng dẫn. Ở cuối bài viết sẽ có video hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và cách sử dụng. Ở đây thì máy tính tôi đã cài đặt sẵn rồi này, chúng tôi sẽ thiết kế để các bạn xem qua. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là cái nhà chúng ta là 4m đi. Thì chúng ta sẽ chọn lọt lòng chiều cao phần lỗ ban sẽ là 2350 chiều cao. Còn chiều ngang thì chúng ta sẽ là 2820. Bây giờ các bạn phải xác định cái nguyên liệu làm cửa, vật liệu làm cửa của bạn là gì. Thì các bạn mới cộng được phần cục bao lên. Thì phần lỗ ban thì đó là phần lỗ ban thôi, các bạn phải cộng thêm cục bao nữa. Như cửa gỗ thì chúng ta tính cánh thì cũng ra, nhưng mà ở phần như cửa nhôm hay là cửa nhựa thép thì nó thuộc dạng cánh có hèm, cánh ngậm lên khung, nên là chúng ta phải xác định được là cái vật liệu làm cửa các bạn là gì thì các bạn cộng lên. Thì ở đây tôi ví dụ như là một cửa nhôm Sifa đi. Cửa nhôm Sifa thì nó sẽ có cung bao bản rộng là 6, đó là bản từ đây ra đây là 6/6. Thì hai bên chiều ngang này sẽ là chiếm thành 132mm. Thường thường bộ cửa thì cửa đi thì nó sẽ có hình chữ U. Thì chiều ngang chúng ta cộng hai bên và chiều cao chúng ta chỉ cộng một lần của cung bao. Thì chúng ta lấy 2820 cộng với 132. Cái bộ cửa chính chiều ngang chúng ta sẽ là 2952. Chiều cao thì chúng ta sẽ để tầm khoảng 28 đi. Này chúng ta sẽ chỉnh sau. Thì cửa chính, những cái bộ cửa chính bốn cánh gần sẽ có ô bách quyển bên trên nữa, thì chúng ta sẽ chia ra thế này. Thì 2350 cộng với 66 thì cái phần cửa này, chiều cao cửa này sẽ là 2416. Thì đây chúng ta thấy sẽ thấy khá cân đối, thì đây là để 29 đi. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra là 4. Chúng ta xem tỷ lệ mà chỉnh cái cao độ xanh nó phù hợp. Đây, 29 nhìn như vậy thì nó cũng khá cân đối rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ không để là 2350 đó, mà chúng ta là chỉnh nhỏ ra một tí, khoảng tầm 2320 thôi. 2320 thì sẽ thành 2386. 2386 cửa này chúng ta chỉnh đó. Các bạn nhìn cái bộ cửa nó khá cân xứng giữa phần vách, nhìn cánh cửa thì nó cũng ok đó. Thì chúng ta có thể dùng cái phần mềm này để các bạn thấy trước được cái bộ cửa, nói chung là thấy trước được thiết kế của bộ cửa. Khi lên bộ cửa thì nó sẽ được tương tự như thế này, nói chung cái tỷ lệ ra ngoài thì cái thiết kế này khá là chính xác, là các bạn nhìn thấy là ok. Là chúng ta có thể lựa chọn theo cái thứ này để xây tô. Thì đây, chiều cao 29, chiều ngang là 2952. Thì dựa trên cái thứ này các bạn cộng thêm khoảng tầm 5 ly đến 1 phân để nó có khe hở để chúng ta đưa cái cửa vào, nó không bị chảy tường hay là cắt gọt cái bộ cửa đi. Chúng ta cứ cộng lên thì để cho nó chuẩn lỗ 3. Thì đó là nhà 4m hay nhà 5m thì chúng ta có thể áp dụng là theo cái thức cửa này. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm thêm bộ cửa to hơn nữa đi. To hơn nữa, bây giờ là nhà ngang 5m đi. Thì chúng ta lấy
ngang là 3190. Cũng tiếp tục với sinh pha nhé các bạn. 3190 và cộng với 132 thì chiều ngang nó sẽ thành 3322. Với chiều cao này thì chúng ta nên để cửa khoảng 3 mét. Bắt đầu chia ra cửa thì cũng là 2350 là 2416 đi. Nhìn cũng khá cân đối đó các bạn. Chúng ta chia ra này thì cái phần mềm này thì khá là hay, chúng ta thiết kế khá là nhanh, tuy nhiên nó khá khó sử dụng ở trên điện thoại hơn, nhưng mà trên máy tính chúng ta thì dễ hơn. Đó, các bạn kia nhìn thấy 3 mét khá hợp lý đúng không các bạn? Nhưng mà với chiều cao 3 mét này thì chúng ta có bộ, nếu mà chúng ta có bộ cửa sổ bên cạnh này thì cao độ lên 3 mét. Thường ví dụ từ nền này lên đến 1 mét thì cái cửa này sẽ phải cao tới 2 mét. Mà khi cái bộ cửa này cao 2 mét thì chúng ta phải cái chiều ngang cửa này phải tầm 2m4 trở lên thì nhìn nó mới cân xứng với nhau. Đây tôi ví dụ luôn là bộ cửa sổ là cao 2 mét, tầm 2m4 này, 2 mét. Đây là chúng ta ví dụ cửa sổ thì cái phần cao độ này nó phải bằng cửa chính đúng không? Chính là 581 xem sao, cao quá, chiều cao thì tầm chiều ngang thì tầm 26. Nó vẫn còn cao đúng không các bạn? Chỉnh này xuống một xíu đi, 550 thôi. Để nhìn thấy nó ok rồi, 550 và 26. Đây chúng ta phải làm 4 cánh. Sổ 4 cánh. Mình nhìn nào cũng tạm ổn. Thì vì nếu mà chúng ta để cái bộ cửa bên này 550 thì cái này cũng phải 550 thì nó đồng bộ với nhau. Là chọn mũi ban 550. Sinh pha nó là 1405. Đây, nó sẽ không vào đen này. 330 mới được. 330 thì thành 1430. Này chúng ta thành 1430 thôi. Tầm cao độ phải hạ xuống. Tầm 1m9. 550. 550. Cao độ này thì nó không phù hợp cho lắm. Ta phải chỉnh sang cửa hai cánh. Cửa này chúng ta chuyển sang một cửa hai cánh. Vẫn thấy nó không cân đối đấy các bạn. Rất khó chia tỷ lệ đều. Và thêm cái cửa hấp lên nó chắc. Đó, đây là chúng ta thiết kế nhưng mà là nhìn phù hợp hơn. Thì đó là nó là về tính đồng bộ đó các bạn. Nó về tính đồng bộ. Thì khi chúng ta để kích thước như vậy 1983 và cái bộ cửa này 3 mét. Đấy, 969. Thì thường thường chúng ta sẽ để lên đây 1000, chúng ta cũng phải điều chỉnh cái này luôn để làm sao nó cái cao độ trên này nó bằng nhau. Hai bộ cửa bằng nhau và phần hộ chết bằng nhau. Và chúng ta rút gọn là phần dưới lên một xíu để sai nó vào lỗ ban ở cái cửa này và nhìn vào nó cũng cân xứng. Thì đó là phải tính đồng bộ. Thì ở đây thì các bạn có thể tự thiết kế bộ cửa chính 4 cánh cho nhà các bạn đúng không ạ? Sau đây tôi xin kết thúc video tư vấn và hướng dẫn chọn kích thước cửa chính 4 cánh này. Hiện tại công ty chúng tôi có cung cấp một số dòng sản phẩm cửa, bao gồm cửa nhôm kính cao cấp như cửa nhôm sinh pha hay cửa nhôm tô ban, hoặc là những cái sản phẩm cao cấp hơn như cửa nhôm cầu cách nhiệt và sản phẩm cửa nhựa lót thép. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể truy cập vào website cửa nhựa 50.com để tham khảo
giá thành sản phẩm của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline của công ty chúng tôi. Tôi sẽ báo giá và tư vấn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.